Đối với mỗi gia đình, chăm lo đầu tư cho việc học của con cái luôn được xem là khoản đầu tư quan trọng nhất. Cùng với sự phát triển của đất nước, đời sống người dân ngày một nâng cao, quá trình mở cửa, hội nhập với thế giới kéo theo nhu cầu học tập trong môi trường giáo dục tiên tiến hiện đại trở thành lựa chọn của nhiều bậc phụ huynh và học sinh Việt Nam. Con số du học sinh Việt Nam tại các nước trên thế giới ngày một tăng, khả năng hội nhập và năng lực học tập của du học sinh Việt Nam được đánh giá cao tại hầu khắp các nước, đã khẳng định một hướng đi thích hợp cho việc phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Trẻ, nhiệt tình, năng động và khả năng tự lập cao, đó là hình ảnh chung nổi bật của các du học sinh Việt Nam mà chúng tôi đã có dịp gặp gỡ tại Học viện Nghệ thuật LaSalle, Singapore. Với vị trí địa lý gần Việt Nam, chỉ cách 2 giờ bay, phong tục, tập quán cũng khá gần gũi. Singapore đã trở thành quốc gia thu hút một số lượng lớn học sinh, sinh viên Việt Nam chọn làm điểm du học. Đây cũng là đất nước nổi tiếng với nền giáo dục chất lượng cao và là quốc gia đa văn hóa, một môi trường rất tốt cho việc làm quen và hội nhập đối với các du học sinh trong quá trình học tập. Đặc biệt, đối với các chuyên ngành nghệ thuật, LaSalle hiện được xem là một trong số ít những trường đào tạo bậc cử nhân và thạc sĩ về thiết kế ứng dụng, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, quản lý nghệ thuật. Trường chúng tôi chuyên đào tạo các ngành nghệ thuật đương đại, phối hợp Đông Tây, rất hiếm những trường hợp như thế. Mặt khác, trường chúng tôi có phương châm đào tạo để phục vụ cho hôm nay, chứ không đợi đến ngày mai, nghĩa là học phải làm ngay. Đặc biệt, các ngành nghề và khoa đào tạo của trường chúng tôi không tách rời nhau, mà được đặt cạnh nhau, bổ sung cho nhau bởi tính ứng dụng rất cao vào cuộc sống. Trung tâm Đào tạo Việt Nam Hợp Điểm hiện đang là văn phòng đại diện tại Việt Nam của Học viện Nghệ thuật LaSalle cùng nhiều trường học có uy tín khác tại Singapore đã làm cầu nối cho khá nhiều sinh viên Việt Nam đến với đảo quốc xinh đẹp này. Trong đó, Học viện Nghệ thuật LaSalle hiện đang có 33 sinh viên theo học. Một trong những cái tiêu chí của Việt Nam Hợp Điểm khi chọn các trường đối tác nước ngoài để giới thiệu cho phụ huynh và bạn trẻ Việt Nam thì đó phải là những trường có chất lượng tốt, có chăm sóc sinh viên quốc tế tốt, có học xá, có ký túc xá, có các hoạt động mà tuân theo pháp luật của nước sở tại. Ngày 30 tháng Giêng này chúng tôi sẽ có một cái đợt tuyển sinh. Nhà trường sẽ qua trực tiếp để trao đổi, giao lưu với các bạn, giúp các bạn tìm hiểu các cái hoạt động của nhà trường và sẽ phỏng vấn thử các bạn. Những bạn nào muốn thử thách mình, muốn tìm hiểu mình coi có phù hợp với các cái ngành nghệ thuật đương đại, với lĩnh vực sáng tạo thì xin mời các bạn tham gia. Là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành thiết kế ứng dụng, bạn Võ Thị Hải Trang tỏ ra khá ấn tượng với phương pháp giảng dạy và đội ngũ giáo viên của trường. Hầu hết các thầy cô đều có bằng thạc sĩ trở lên. Các thầy cô được đào tạo ở những môi trường lớn như các trường đại học ở Mỹ và Anh. Sau đó các thầy cô quay trở lại đây để giảng dạy. Hơn thế nữa, các thầy cô lại rất là thân thiện bởi vì đây là một trường nghệ thuật, cho nên là giữa thầy và cô và trò mọi thứ rất là dễ chịu, có thể chia sẻ được mọi thứ. Tụi em được thầy cô khuyến khích là hãy thể hiện bất cứ những gì tụi em thích, đừng không có một giới hạn nào trong trường nghệ thuật cả. Còn bạn Nguyễn Thái Thuận, sinh viên năm 3 chuyên ngành hoạt hình, thì chia sẻ về môi trường sinh hoạt và học tập mà nhà trường dành cho sinh viên nước ngoài tại đây. Em thì em ở ký túc xá của trường, cho nên cũng tuy là hơi xa nhưng mà cũng rất là thoải mái, bởi vì đa số các bạn đều là Trung Á và hiểu được nhau rất là nhiều. Ký túc xá của trường tuy là hơi xa trường nhưng mà rất là gần bờ biển của Singapore, cho nên chỉ cần đi bộ 10 phút là có thể ra đến đó rồi. Cuộc sống thì cũng rất là thuận tiện. Thầy cô thì rất là quan tâm đến các bạn học sinh và các bạn thì giúp đỡ lẫn nhau để phát triển rất nhiều. Chúng tôi luôn coi sinh viên là đối tượng trung tâm để phục vụ, đặc biệt là sinh viên đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Hiện tại trường chúng tôi có 40% sinh viên là người nước ngoài, trong đó có khá nhiều các bạn Việt Nam. Chúng tôi rất coi trọng việc hướng dẫn họ hòa nhập với môi trường học tập và sinh sống quốc tế. Mục tiêu của chúng tôi là giúp sinh viên quốc tế không thấy lẻ loi và cô lập. Là học viện chuyên ngành nghệ thuật, LaSalle hết sức chú trọng kỹ năng thực hành biểu diễn, trưng bày các ý tưởng sáng tạo của học sinh. Kiến trúc tòa nhà học viện được xây dựng cũng dựa trên tiêu chí đó.
các khoảng sân rộng. Những khán phòng có thể dễ dàng thay đổi công năng từ lớp học thành phòng biểu diễn nghệ thuật, sân khấu hay phòng trưng bày, tạo điều kiện cho các sinh viên của trường cơ hội thỏa sức sáng tạo trước thầy cô và bạn bè. Kiến trúc ấn tượng và độc đáo của trường cũng chính là kiến trúc đã đoạt giải quốc tế tòa nhà đẹp nhất Singapore trong năm 2009. Còn đây là những hoạt động hết sức phong phú diễn ra trong sự kiện Open House, một trong những ngày hội được đông đảo sinh viên của trường háo hức chờ đợi. Mỗi năm một lần, đây là dịp để trường và các sinh viên giới thiệu với mọi người về chuyên ngành của mình, cũng như một vài nét văn hóa của đất nước mình. Cách giới thiệu cũng hết sức đa dạng, triển lãm tác phẩm, trình diễn theo chuyên ngành, hoặc tự làm ra một số đồ lưu niệm để bán. Rộn rã âm thanh và phong phú sắc màu là những gì mà chúng ta cảm nhận được trong ngày hội này. Hòa cùng trên 3.000 sinh viên toàn trường, các sinh viên Việt Nam du học tại đây đang ngày đêm miệt mài đèn sách với chuyên ngành mình đã chọn, cùng những ước mơ cho tương lai. Cái mong ước lớn nhất của em là được trở về Việt Nam và có thể là bắt đầu làm phim hoạt hình của Việt Nam và đem ra giới thiệu với các bạn trên thế giới. Sau khi tốt nghiệp đại học, em có ý định là làm việc trong vòng 1 đến 2 năm để lấy thêm kinh nghiệm. Sau đó có lẽ em sẽ học tiếp thêm một bằng cao học. Sau khi hoàn tất khóa học, em sẽ quay trở lại Việt Nam và làm việc. Những ước mơ thật đẹp, có một nghề nghiệp vững vàng, cơ hội đi đây đi đó mở rộng tầm nhìn và không quên trách nhiệm với xã hội và gia đình. Ước mơ ấy chính là động lực và niềm tin vào sự phát triển ngày càng giàu đẹp, bền vững của Tổ quốc Việt Nam, sánh ngang các nước trong khu vực và trên thế giới.